Vừa chiên cá mình vừa lặt rau, cá chín thì rửa rau rồi ăn cơ mà ăn cho nó nhanh. Thả cá rồi hả? Thả cá xuống vườn. Mấy mẹ con ở nhà mò đã mò được luôn, mò dính lại 4 con. 4 con hả? 4 con. Hái đâu gồng hả? Hái đâu gồng đây. Trời, nó hái đó đi, mẹ hái dưới thấp này, trên cao mẹ hái không tết. Hái cái lá luôn, hồi nữa gói chán ăn ngon lắm. Vừa đi hái thêm lá nữa đi con ơi, để dặm cho nó bự ăn chứ đẻ nhỏ quá rồi. Nhỏ quá ăn hết ủ. Rồi.
nó bấm ra đi Hiền. Cho cái màu cho nó đẹp. Này mẹ đây. Anh không ăn nước mắm nha. Anh ăn nước không ăn cái. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Bữa nay là cá đại tượng gấu chấm. Rau để về xong cha với mẹ lấy tới tà. Chia rau ra rồi cái bánh tráng này để lên trên. Giờ đi ha. Đây không. Để dĩa rau vô đi rồi cái để bánh tráng lên. Con hốt đại nha. Có cái mùi rau là được rồi. Đậu gồng cuốn này ngọt dữ à. Hết con lấy nữa. Cái nhà lá vườn đó. Rồi gói đậu gồng đi ngon lắm à. Lá tía tô nè. Lâu dữ rồi mới được lá tía tô ăn. Sắp xếp đội hình này nè, để bánh tráng vô nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Mời cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Đây, bữa nay là cá này là cái món này đừng nhiều người biết gói lắm á. Cái này gói đại thích cá gì này gói ăn đó. Cá này vui lắm. Bữa nay mẹ con mà súng xuống mà bắt cá nè. Tại vì ổng bắt rồi ổng thèm mình ở nhà mình thả. Trời ta không ngon mà mẹ con đi quần bắt lại. Chứ giờ sao giờ đi làm chơi nghe. Bây giờ lỡ rồi không bắt làm sao không có ăn. Phải bắt cho được. Trời không có cá sao ăn, thêm cá vô mới ngon. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Này ăn cá tài tượng cuốn bánh tráng chấm nước mắm chua ngọt. Cái này là chấm mắm nêm nhưng mà mắm nêm mình không dám ăn nhiều. Ăn nước mắm chua ngọt à. Wow, mình miếng già luôn. Bánh này nhúng á thì nó bở. Mà để rồi thì nhà cũng ăn bánh tráng cuốn. Đây mời cả nhà ăn nguyên một cái bánh nè. Anh có kỳ anh. Anh siết lại. Mời cả nhà ăn bánh tráng với mình. Bánh này nó hơi giòn. Thì mình lấy miếng nước nhúng rồi nó dễ hơn nè. Nhúng miếng nước có hình. Mình lấy cái lá rau á, mình chạy cho nó ướt. Cái thơm thơm. Thơm quá thơm. Được không? Cá là cửa thằng dâu bắt mà ngon. Mày cho có miếng nước nè. Nó cười lắm, mẹ nói mẹ đi mừng cá. Ở bên kia nhà nghe mẹ ơi rồi nói đừng nói mẹ xảy con cá xuống mương nha, thiệt chạy qua dục rồi cá xuống mương rồi. Mẹ là chiên là ớt thở gắn nữa. Bữa nay có ăn là may rồi đó chứ không thôi là rồi là thả mà dục hết rồi. Bệ còn bệ nhúng miếng thôi nhập vô. Người gần người đó gắt. Đó lá bụi rồi. Cá này thịt nhiều nè. Đó. Cái đó ngon lắm á. Đó, cục cá đó mới bự đó. Nè, mẹ phụ. Chở cá lại. Thôi chở ăn cá lại đi. Ừ. Còn quá ngon. Đâu cái này là cả tỏi. Mày để tỏi cho nó thơm. Wow. Để ra chia em anh nè. Rồi, gặp lại nhiều đi với gói. Chia đôi. Chia cho đều quá. Thì muốn lộn á. Để đâu gồng vô. Ngon quá. Bánh này nó lỡ đấy. Bánh con cá bự quá, mình chiên nó đâu có giòn như vậy đó mẹ.
cũng dọn, để dầu nhiều đã dọn rồi con ơi. Dạ. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Ngon quá. Đây một cái nhà. Nó giòn. Nó mà cũng cái cuốn bự vậy. Nó mềm mềm nè. Ngon quá. Cái hồng chuối. Đang thấy mùi dưa leo nè, bự lắm. Rau củ mà. Hồi nãy là quên hai lá cắt gấu ngon. Nhiều rau. Bởi vì bắt đi sảy cá rồi đi bắt lại nữa, thành ra nó mất thời gian. Thôi là hái rau nhiều rồi. Nhúng nửa cái. Đây. Bánh tráng. Nhúng cho mẹ. Đó ha. Con được rồi mẹ. Mẹ giúp mẹ nhúng nửa cái ha. Nhúng nửa cái. Mẹ ăn. Cũng mà làm món này món nọ với một món hoài ăn nó ngán. Lâu lâu anh làm luôn. Hey, xin mời cả nhà. Tay gói theo cái miệng miệng nhem nhem nó bụng mà. Từ từ gỡ rồi cái xương này ai ăn lấy gỡ đi, mẹ không dám để vô đây, sợ sợ xương. Ăn cá tài tượng chiên giò chiên xù ngon quá cả nhà ơi. Ăn no hết rồi, ăn cũng sạch tô sạch chén rồi. Mình ăn bữa nay ăn ngon quá rồi, giờ ăn cũng no rồi, cho mình xin kết thúc video tại đây nghe cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ kênh mình. Bye bye.